chú rể và các bạn cô dâu hạnh đến hôm nay. Ban tổ chức một lần nữa xin được hân hoan chào đón và trân trọng kính mời tới tất cả các cụ, không các bà, cô dì, chú bác, các vị đại biểu, các khách quý, đại biểu đại diện của hai gia đình xin trở về bên những hình thức phát điện để buổi lễ hôn của chú rể anh Tuấn và cô dâu hạnh đến sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đại biểu, các vị các khách quý, đại biểu đại diện của hai gia đình xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị. Ra đây ngồi tất mấy chị em một cái mâm đây đi. Xin được thay lời cho chú rể anh Tuấn và cô dâu Hải Yến xin được gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý vị, có thể nói ái tình yêu là một món quà vô giá mà bạn hóa trong cuộc sống của con người. Và dù cuộc sống có mà vui buồn xấu khổ như thế nào đi chăng nữa, cũng muốn mất đi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Nhưng thứ mà chúng ta vẫn còn mong muốn còn giữ lại đó là chính là tình yêu. Nhà gái trong một trường hợp được đặt tiền trong một bài thơ tình. Bà vào đây nhà gái nhà gái vào đây thế rồi tôi hết cả cuộc xuân mai vào quyết định chỉ là thứ đó 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 chú rể anh Tuấn và cô dâu Hải Yến chủ nhân của những cánh diều hồng ngày hôm nay xin trở lên sân khấu để ra mắt tập thể quý vị xin được chào đón và kính mời. Và kính thưa tất cả quý vị,
cô dâu Hà Yến trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và ngay sau đây thì xin được mời xin mời hai bạn hãy dành một cái quý đầu tạm biệt cho tất cả quý vị đã tới dự và chúc mừng trọng đại quý vị của mọi người đi nào. Vâng, chào các bạn thân mến, toàn thể quý vị để dành chúc phúc cho cộng đồng tốt đẹp của chúng ta này. Xin được cảm ơn và kính thưa toàn thể quý vị, có câu nói rằng khi đã yêu thì hoàn toàn yêu hết, mà không bỏ sót những gì không yêu. Đứng bên Yến khi quấn kề kề đến đường niềm, mà vuốt mái tóc thì nhẹ kề bên tay áo, nhìn mắt liếc thì bây tơ mềm, má đen hồng, với má trái thì mềm. Một chặng có tay thật lớn, thật dài, thật rộng rãi để quý vị, để dành tặng và chúc mừng chúc mừng chúc xin được cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể các bạn thân mến, trải qua quá trình tìm hiểu của đôi bạn trẻ, được sự tác phẩm của hai gia đình cũng như được sự đăng ký tiếp tục của chính quyền địa phương, ngày hôm nay thì hai bên gia đình long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn dành cho cô dâu chú rể của chúng ta. Và lời đầu tiên thì cho phép tôi được phép thay lời cho ban tổ chức, được phép thay lời cho gia đình họ đẹp trai cũng như thay lời cho cô dâu chú rể. Xin được cảm ơn sự hiện diện và lắng nghe của các cụ, cô các bà, cô dì chú bác, các vị đại biểu, các vị quý, các bạn trẻ thanh niên và nữ đã tới dự và chung vui trong niềm vui hạnh phúc của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và ngay giờ đây xin được trân trọng kính mời toàn thể các phòng chúng ta kính mến sẽ ổn định tổ chức để buổi lễ thành hôn của chú rể Anh Tuấn và cô dâu Hà Yến xin phép được bắt đầu. Đất thì có lề, quê thì có tục, và có đón thì có đưa, và có trao thì có nhận. Và phần của các bác đại biểu chụp lại hai bên gia đình đàn trai và đàn gái phát biểu trao dâu nhận dâu đã được hai bác hoàn tất ở trong phía gia đình. Và ngay giờ đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ hướng mắt đây là trung tâm lễ đài sân khấu để chứng kiến thời khắc cô dâu chú rể trao kỷ vật trong ngày cưới. Ngay giờ đây xin được mời cô dâu chú rể hãy hướng mặt vào nhau đi nào. Xin được mời chú rể hãy nhắm lấy bàn tay của cô dâu và trao kỷ vật cho cô dâu đây ạ. Anh chào cho em tất cả trí tuệ tình yêu, anh chào cho em cả tương lai hạnh phúc. Kính thưa quý vị, với sự hiện diện của cô dâu chú rể ở đây là một mối tình thâm sâu để mãi mãi gắn bó bên nhau đến suốt cuộc đời.
trước cái tiện lương như việc nào, tôi bạn đã chia cho các em trao vui trong tiền thương hạnh phúc để khẳng định tôi bạn đã đạt đến những tưởng cao nhất của tình yêu.